Tập 2. Hết rồi chưa? Hết chưa? Hết rồi, cái này nó không có. Hết rồi. Đi, quay lại. Đi sang đi về chưa? Đi về chưa? Chưa. Tưởng là hết cái chỗ này mới về. À. Không đi xuống. Thì có qua cái chỗ em để xe không? Qua nhưng mà qua ở trên đường. Ở trên đường á? À kệ. Đi. Ở trên này anh cùng một cái thau này. Có cua không? Có cua, có ốc, có ếch các kiểu không? Có người người dân nó hay trộm á. À. Mà có ngon được không? À. Ngon không? Lớn thế này có ngon lắm. À, mang đắng. Để mang cũng ngon. Ra. Đó. Cái cây này cũng làm gì? Ôi dồi ôi. Cái to đùng thế này chả làm gì? Bỏ đây thì để làm cái. Ôi. Mà chiếc tỏ rồi đó. Hãy úa. Ừ. Cái này. Ừ, không biết. Cháu mà không để ý này, anh mới thấy cái chân của cháu ra máu rồi. Ui, có phải có đĩa cán? Phải chứ, có đĩa ngoài rừng nhà có. Ui, em không để ý. Thế có ai không để ý, đĩa nó cắn. Con đĩa á anh? Đĩa hay là đĩa? Đĩa, con đĩa. Con mà hay chui vào kiểu mũi của con người ấy phải không? Đúng rồi, con đây con đỉa. Không chui à? À chắc con khác. Thế là không phải. Hai em bé đi trước này, em bé đi trước. Ngon không? Cái này ra đường sao? Ra đường. Toàn rừng hết. Toàn rừng à? Ở ngoài này nó là hai em bé này mà rất nhỏ nhưng mà đi rất là nhanh luôn. 3 tuổi rồi. 3 tuổi rồi mà. Em lớn kia là bao nhiêu tuổi rồi? Lớn này 5 tuổi. Học lớp mấy rồi? Học 16 à? À. Ui, ở đây người dân toàn đi đào mang nhiều thế. Chỗ nào cũng đi đào hết ạ. Ui, đi rất là khó luôn. Tí chắc cháu phải cầm tay cái đôi dép của cháu rồi. Không đi được rồi. Đi. Như thế này có tổ chim không anh? Có. Đi. Con gì đấy anh? Ôi, bắt đây á. Ui, một con to lắm đây này. Được. Chạy đâu? À đây này. Ui. Này các bác. Có đủ. Thấy không? Bác có thấy không? Đây này. Đây này. Đấy, đấy. Ui ôi, sợ ấy. Có. To. Cũng là con đỏ đỏ luôn. Ui, khiếu méo. Không quá luôn. Ui ôi. Đây mà. À đây một con đây này. Đây là một con đây này các bạn. À cái chỗ này là khả năng sẽ có nhiều hơn cái chỗ bên kia rồi. Nước nó nước có nước âm u ấy. Chắc chắn nó sẽ có nhiều hơn rồi.
Ở đây một con to đùng đây này. Rồi ơi các bác ạ. Này. Đây anh bắt đi, em không dám bắt. Nó cá nó. Em sợ. Trước kiểu em trẻ con em đi học xong em đi bắt cua ấy. Bị cắt xong kiểu hình như bị khóc luôn sao ấy, không nhớ rõ. Để. Ngoài rừng nước thì không thiếu. Rừng này to. Có kiểm lâm nó bảo vệ, có kiểm lâm thì là hết rồi. Nhưng mà bị chặt phá bừa bãi họ thấy họ phạt chết đấy. Mùa này á, mùa này thì nó không phải là phạt á. Đưa đi năm tù. Nay toàn đi tù hết rồi. Ôi sao đấy này? Cái chỗ này. Cái chân chân cua con đấy. Cua nó chết. Thì như cua là nó chết nó đấy. Có con gì nó ăn đấy. À. Con gì ấy nó ở rừng nó bắt ăn. À, ui rồi. Tự nhiên ở trong đấy không thích, ở trong đấy lại chảy ra. Nhìn nó nhìn nó tưởng con gái nó ra. Ui con này nó lại chui trong đấy. Nha. Con gái thì mình khóc thì mình rồi. Như một bao này này. Mình khóc của tàu à? Nhưng ở đây con nữa các bác ạ. Một bữa sau. Thì chúng mình tập bữa sau. Chúng rất là tỏ bé này. Thì cái phục này thôi. Thanh chỉ mùa thay rồi. Thanh. Ừ? Ông cắn hát co chỉ mùa thay nữa nhỉ? Có cái nguồn là đến đây rồi anh. Cái nguồn này ở dưới kia. Đêm. Bắt một nửa thôi. Chú em nhớ phải sống cho cả tên. Cái tên một thanh. Đây nghe mình cũng di chuyển chỗ khác rồi các bác ạ. Đây em bé đi trước, cẩn thận nhá. Đây cẩn thận, từ từ thôi, đi từ từ. Đây về đây anh, là tí là kia. Ấy à, ui ôi. Em bé chạy đi trước nè. Đi xa không anh? Trên này à? Đời nữa. Đi này. Đi một mình thì sợ. Chỗ nào cũng mềm. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Nó chỉ tao à. Cái chỗ này là ao cá anh. Ao cá của anh á. Bây giờ không nuôi rồi à? À. Ui ôi cái đít của cháu này. Ui ôi thôi xong, xong luôn rồi. Ôi ôi chuyến này anh em mình đi bắt ốc bớt ổn. Ui ôi ôi đây này em bé. Ui ôi ôi đây hình như châu bò đi đi à anh. Có phải đi tour à? Ui ôi mất mà mi tour à. Đây cái chỗ này còn còn sâu hơn nữa các bác ạ. Đây mới nghe mình đi sang cái đường bên này thôi. Đi đây phải chui như như trẻ con đấy các bác ạ. Ôi trời ơi. Bây giờ cái ô này còn còn cá không anh? À. Nếu mà em ấy cho em một mình lên trên này ăn trộm em không lên đâu. Đây chuối này. Đây chuối này các bác ạ.
Ui, ủa. Siêu phẩm tặng cho anh em mình à? Rất là hay luôn. Đi đường nào đấy anh? Trên này à? Trên này hay trên này? Đây, anh em mình đi sang bên này à? Đi rửa tay rửa chân đó. Ui dồi ôi. Hai em này rửa chân tay đó rồi hắn đi tiếp, phải đi hết mới về cơ. Hai em nhỏ thì cũng đi rất là nhanh luôn. Hôm nào đi đến cái giờ nào mà hết cua thì anh em mình mới quay lại. Đi trên này một đoạn đấy là hết rồi các bác ạ. Anh mấy cái lá này có sợ không? Sợ. Ăn được á? Chua. Đây mấy cái lá này ăn được này các bác ạ. Đây. Nước chấm á? Chưa, chưa ăn này nào. Ui, từ từ nhá. Ui, nói chung là đi vào bản thế này đi được đi bắt cua bắt ốc thế này thì vui rồi các bác ạ. Gần đến chưa anh? Đây ngô nhà anh hả anh? Ngô của nó. Ui, xa nhỉ. Trồng ngô tích trên này. À, lên trên này á? Không có đâu. Phải có nước mới có anh ạ. Có không? Không có luôn đấy. Không có luôn rồi. Mưa to quá nó chạy đâu. Hay người ta ra bắt hết rồi. Chứ có ai bắt. Trên này xa thế này có người ra bắt không? Có chứ. Có. Có này, mùa này nó không có ai dặn ra bắt. Nhưng mà cái mùa nào mới nhiều nhất đấy? Mùa này nó nhiều nhất. Mùa này mùa nhiều nhất đấy. À. Có luôn. Có. Có cái sao nhỉ? Cục đá này. To. To hết rồi, nặng đấy. Thì đi anh. Chuyển chỗ khác đi. Ở chỗ này một xíu, ở chỗ này toàn là đá, đá mài. À. Đá mài rau thì cầm tay ấy. À có. Có. Đây. Ừ, nếu được tí em nhặt một quả về nhà xem nào. Xem có nào nó hợp lý. Thế thì đi lấy về để mài cũng được. À. Đá mài dao đấy các bác ạ. Không có. Anh trai này cần bao nhiêu ạ? Ở đây đây. Em không có anh trai. Không có anh trai. Ừ. Còn anh kia là. Anh kia là anh họ thôi. Anh họ. Ừ. Cùng nhau đi làm rồi đi làm với nhau nào thôi.
Em mình ấy thì cũng tìm xong rồi, về thôi. Hết chỗ rồi, hết cua hết ốc rồi, bây giờ về thôi. Đá mày giao ở gần đây không anh? À, cháu đi xem, cháu mang cuộc về nhà để bố cháu được mày giao. Ui, cây đấy ăn được không? Đây á? Cái này nó xấu lắm. À, đây này. Mà cái này nó mày á, nó mà sát hơn à? Đá mày dao ở trên miền vùng cao ấy. Bác nào mà kiểu muốn mua hay là muốn lấy thì cứ đi cho cháu, cứ nhắn tin cho cháu hoặc là điện cho cháu. Đây, đi lên trên này xem nào, có cục nào đẹp đẹp không cháu lấy về. Ôi anh, cái mùa này, cái mùa nước là đây nước to lắm nhỉ? Lúc mưa thì nó có, lúc mưa thì nó ít. À, đây này. Một đống ở đây. À. Trên đỉnh này là toàn đá mài dao á? Tận trên đỉnh này là toàn đá mài dao thôi á? Cái đống này là ngày xưa nó có người đào. À, cái đống này á? Ngày xưa có người đào á? Có người vào. À, đây có phải đá mày dao không? Phải hết á. Đá mày nó khác. Đây, đá mày nó khác đá bình thường. Đá mày như kiểu nó vàng á. Ờ. Đi. Ờ, về thôi. Đây, anh em mình về thôi. Đi bắt ếch ở đâu? Dưới xóm á? À. Đây anh em mình đi thì à? Mấy anh đi kia. Ôi ôi, đường này thì thôi luôn á. Ôi dồi. À, phải bắn chắc vào mới dám nhảy đi các bác ạ. Đi đường đây rồi. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi dồi. Cái cảnh đẹp. À, đi về. Ơi à, anh thấy mệt không? Mệt luôn, văng mồ hôi. Đi lại nó nhiều nó mệt. Vì thời nay thì nóng. Đi xe nhiều. Ờ. Đi bộ hơi mệt. Nhưng mà ngoài này thì bọn anh đi xe vào đây được không? Nhưng mà khả năng anh nghĩ là nếu sửa ấy xong xe vào bình thường mà nhỉ? Không, ý là nếu mà kiểu nó nắng ấy, nắng nắng cũng không lên được, tại nó trơn hay thế nào? À, à. Cua này đó. À, đây này, cái chỗ khúc cua này, nếu xe lên ấy thì xe đi không được. Ui, à đây đường to đây rồi các bác ạ. Ui thôi, ui ui, trượt đi. Đây, trượt đây là trượt.
Nhà của anh rồi. Ở nhà của anh ngoài kia à? Nhưng mà cái núi của cái anh áp phó kia ở đâu? Cái nhà mà đang đang làm ấy. À, cái nhà lúc nãy có mà anh nó ở Ừ? thì à, ngoài kia nhà anh vừa nó nhà anh ở ngay thả à, câu bò gì thả thế nào thả cho bò trên núi kia. dê. Mình đi vào đi mới mấy tiếng rồi nhà anh nhỉ, 3 4 tiếng rồi nhỉ. Tầm 3 tiếng gì đó, Ừ. ra đâu anh rồi. Bây giờ tầm 3 giờ rồi. Mấy giờ bọn anh mới ra từ nhà ra? 1 giờ đó. 1 giờ. Đi 3 giờ rồi. Mất 3 tiếng. 3 tiếng rồi. Đi cũng khá lâu ấy. Để chân đời núi. Bọn anh kiểu là thả cho bò thì có hay đi chăm không? Đuổi đi lên trên núi tối có biết về không? À. Nếu mà khi nào uống rượu say có bạn thân hay bạn bè gì đấy nó nhà chơi uống rượu say thì bỏ nó À, nhà chơi đuổi thì lên trên núi xong gần tối nó tự về. có khi nào về có khi nào không về Không về thì tối đi tìm không? nó ngủ ở trên đấy không tìm Không tìm à? không tìm nó Ủa nhưng mà thế này không không sợ trộm nó trộm mất đi à? nhưng mà bây giờ thì nhà nước nó cũng cũng hỗ trợ cái gì nó cũng hỗ trợ hết thì vừa ăn trộm nhưng mà cũng ít À đúng rồi. nó ăn trộm gà thôi Ờ. gà với lại các kiểu dế À. chó thì Nhưng mà đuổi bò lên trên núi không không yên tâm mấy đâu anh bò thì nó bắt được bò để nhất ạ. bắt bò chạy Mấy em này đi học tận đâu? em này là ở Tản Lĩnh ở Hà Đi Châu Tản Lĩnh đi học tận hát ở ngoài kia em đang học á. À. Đi học xa phết đấy nhở. Đây hôm nay chủ nhật của hôm nay anh em mình đi hết loại đây. À. Xin chào anh nhá, em đi xuống dưới kia lấy xe ra đó. Đấy để mang này anh. Em ăn đi ăn thì bọn anh không có. À thế thì em xin nhá. Đây anh tặng cho cháu mang này. Hai cái mang em cảm ơn nhá. Đây xe cháu là dưới này các bác ạ. Đây đến đây là video của cháu đã kết thúc. Cháu rất mong được các bác ủng hộ. Cháu xin một like hoặc một cái đăng ký coi như là một cái động lực để cháu thêm những cái video mới để các bác được xem và các bác ủng hộ ạ. Cháu xin chào tất cả các bác ạ.